Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Fan, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trở lại với một chủ đề không mới nhưng vẫn là sự thắc mắc chưa có lời giải. Có thể nói, đây là một lời giải hiếm hoi mang tính gần như chính thức của quân đội đối với các thắc mắc lâu nay. Đó là vì sao mà dù cho nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã đưa vào vận hành dây chuyền súng trường Galiac nhiều năm mà lại cho ra đời thêm dòng súng trường STV? Và vì sao mà cả hai dòng súng trường này vẫn chưa được trang bị đại trà cho lực lượng vũ trang? Từ đầu thập niên 2000, trong công cuộc hiện đại hóa súng trường tiến công trên thế giới, các loại súng bộ binh tiên tiến đều được sử dụng nhiều vật liệu nhựa, có độ bền cao thay vì gỗ, cho phép giảm trọng lượng và thuận tiện hơn trong chiến đấu cũng như sửa chữa thay thế. Tiêu chuẩn súng bộ binh hiện đại cũng trang bị các dây đa năng, cho phép mở rộng phụ kiện mang theo một cách dễ dàng như kính ngắm quang học, kính ngắm điểm đỏ, đèn laser, chân chống, tay cầm phụ. Đứng trước bối cảnh đó, nhận thấy dòng súng trường AK và các phiên bản mà ta đang sử dụng được Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa viện trợ trước năm 1990 đã không còn đáp ứng được những yêu cầu của tác chiến hiện đại, Bộ Quốc phòng đã tiến hành nghiên cứu, mua sắm và đầu tư một thế hệ súng trường mới. Qua quá trình thử nghiệm đánh giá tính năng, bao gồm một loạt các dòng súng trường tiến công từ Israel, Serbia, Trung Quốc và cả từ chính nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Rốt cuộc, quân đội ta đã lựa chọn đại diện tới từ Israel, súng trường tiến công Galiac. Ở vào thời điểm quân đội ta chốt đại diện từ Israel, quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Hà Nội với Tel Aviv rất nồng ấm, thân thiện khi quân đội ta đã nhập khẩu nhiều loại vũ khí khí tải hiện đại cho lực lượng vũ trang. Israel cũng là đối tác thân thiết nâng cấp các loại trang bị vũ khí cũ trong quân đội nhân dân Việt Nam, điển hình là gói nâng cấp xe tăng T-54-55. Sở dĩ quân đội ta chọn Galiac vì nó có nhiều ưu điểm vượt trội hơn dòng súng trường QBZ mà Trung Quốc chào hàng. Ví dụ như phiên bản Galiac 3132 sử dụng chung hộp tiếp đạn và cỡ đạn với súng trường AK-47, tiết kiệm đáng kể chi phí hậu cần. Mẫu vũ khí cũng có nhiều chi tiết giống với AK và cơ cấu máy súng là tương tự AK, do đó cũng thuận tiện cho người lính có thể làm quen với mẫu súng mới. Chia sẻ với phóng viên kênh truyền hình quốc gia VTV4, Thiếu tá Phùng Tất Thành, trưởng phòng kỹ thuật nhà máy Z111 cho biết, vào tháng 4 năm 2014, tại nhà máy Z111 đã hoàn thành việc xây dựng dây chuyền sản xuất súng trường Galiac theo công nghệ Israel. Và ngay năm 2015, những khẩu Galiac đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam đã được chuyển giao cho các đơn vị thực hiện diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi còn nhớ năm đó, chúng tôi đã rất phấn khích khi thấy hình ảnh các dòng súng trường mới trên tay các khối đội hình tham gia diễu binh diễu hành. Lúc đó, chúng tôi tin rằng hình ảnh đó là minh chứng cho việc súng trường Galiac đã chính thức được biên chế và sẽ sớm đại trà cho toàn lực lượng vũ trang. Thế nhưng, 6 năm sau, cho tới nay, điều đó đã không xảy ra. Chúng ta thi thoảng chỉ được thấy Galiac xuất hiện trong các đơn vị đặc nhiệm biên phòng, đặc công, trong khi hầu như các đơn vị toàn quân vẫn chủ yếu sử dụng AK. Không dừng lại ở đó, gần đây, nhà máy Z111 tiếp tục ra mắt dòng súng trường STV trên cơ sở cải tiến từ Galiac. Cho tới gần đây, chúng tôi vẫn đặt nhiều dấu hỏi và đưa ra các dự đoán về việc phải chăng đã có vấn đề với Galiac cho nên mẫu súng này bị treo giò. Thật may, trong chương trình của VTV4, điều này đã được quân đội ta giải đáp gần như là một câu trả lời mang tính chính thức cho các thắc mắc của dư luận nói chung. Cụ thể, sau khi đưa vào sản xuất loạt không, trang bị số lượng nhỏ tới một số đơn vị thử nghiệm, quân đội ta đã nhận thấy Galiac có một số đặc điểm không phù hợp với nhu cầu sử dụng của bộ đội. Lưu ý, không phù hợp với nhu cầu của bộ đội ta không có nghĩa đây là khẩu súng kém chất lượng, bởi vì nó vốn được sản xuất để trang bị cho người lính Israel, vốn có thể lực tốt hơn so với thể lực của người Việt, nên điều này là chuyện dĩ nhiên. Ngoài ra, do bộ đội ta sử dụng quen súng trường AK lâu năm, nên khi sử dụng Galiac, chúng ta không tránh khỏi sự bỡ ngỡ và khó chịu. Đó là lý do chúng ta đã tiến hành điều chỉnh thiết kế gốc của Galiac sao cho phù hợp với thể trạng cũng như thói quen của bộ đội. Ví dụ, sự thay đổi ảnh hưởng lớn nhất là việc đưa tay kéo bệ khóa nòng từ bên trái thân súng sang bên phải thân giống kiểu AK-47. Điều này vừa thuận tiện, phù hợp với thói quen sử dụng của chiến sĩ, lại vừa tiết kiệm và đơn giản hóa trong khâu sản xuất. Bởi trên mẫu nguyên bản Galiac, tay kéo bệ khóa nòng ở bên trái thân súng ở trong trạng thái nửa kín nửa hở. Nó được che đậy bởi một nắp chắn bụi sau đường lùi của bệ khóa nòng. Vỏ đạn bắn ra sẽ thoát ra ở một lỗ khác ở bên phải thân súng. Khi chuyển cơ cấu tay kéo hoàn toàn sang bên phải, ta sẽ được một bệ khóa nòng được bao bởi nắp hộp khóa nòng kín. Loại bỏ đi bộ phận miếng che bụi, giảm thiểu việc bụi bẩn có thể vào bên trong thân súng trong trường hợp tác xạ, cũng như đơn giản hóa cơ cấu. Ta cũng sử dụng kiểu cơ cấu chế độ bắn, khóa an toàn sang kiểu của AK. Điều này góp phần tối giản hóa thiết kế nhưng sẽ làm mất khả năng thay đổi chế độ bắn ở cả hai bên thân súng, vốn là sự tiện lợi trên nguyên mẫu. Điểm thay đổi quan trọng thứ ba là ở báng súng. Báng súng cũ trên Galiac có cơ cấu gập báng cứng và khó thao tác.
Trên súng trường STV, ta đã sửa lại lỗi này và làm cho báng súng có thể gập lại một cách trơn tru hơn, dễ dàng thực hiện và không cần tốn quá nhiều lực tác động, đảm bảo thân thiện trong quá trình sử dụng đối với người lính. Điểm quan trọng cuối cùng đó chính là việc thay đổi về ốp lót tay. Ốp lót tay nguyên bản trên súng trường Galihac là ốp dạng tròn. Điều này khiến chiến sĩ trong thao tác bắn sẽ bị tuột và thiếu các điểm bám, không nắm chắc được thân súng, làm ảnh hưởng tới kết quả bắn. Thực ra, trên nguyên mẫu, hai cạnh bên ốp lót tay của Galihac là hai dây Picatinny để mở rộng trang bị như đèn pin, đèn laser. Và khi không cần sử dụng tới, sẽ được bọc bởi hai miếng nhựa bên ngoài, tạo thành vỏ ốp lót tay tròn giống kiểu súng carbine M4 của Mỹ. Nhưng ốp lót tay quá to khiến cho bộ đội khi tác xạ nhận thấy hai dây đa năng ở hai bên ốp lót tay nguyên bản không có nhiều ý nghĩa. Cho nên, ta đã quyết định loại bỏ hai dây này và cải tiến lại ốp lót tay kiểu mới thon gọn hơn, bổ sung thêm hai điểm gờ nổi cho phép người lính có thể bám chắc vào súng trong quá trình khai hỏa, đảm bảo dễ dàng hơn trong quá trình sản xuất cũng như sử dụng. Cuối cùng, cái tên STV có nghĩa là súng trường Việt Nam là một minh chứng đánh thép rằng đây là thiết kế vũ khí hiện đại mà Việt Nam đã làm chủ 100% công nghệ. Dựa trên công nghệ và dây chuyền của Israel mà nền công nghiệp quốc phòng đã nắm vững hoàn toàn cũng như mở rộng nâng cấp, cải tiến nhiều chi tiết phù hợp hơn với người chiến sĩ Việt Nam. Đây là bước phát triển tiến bộ, khẳng định bản lĩnh, tài năng của những người lính thợ quân khí nước nhà. Thế nhưng, vì sao chúng ta vẫn chưa đưa vào trang bị ổ ạt, đại trà màu STV cho các đơn vị? Phải nói rằng, quá trình để được chấp nhận của STV là một quá trình dài và gian nan. Sản phẩm súng sau khi được hoàn thành phải tiến hành thử nghiệm cấp nhà máy, thử nghiệm cấp đơn vị, thử nghiệm cấp bộ quốc phòng và cuối cùng là thử nghiệm cấp nhà nước. Trải qua hết quá trình này, sản phẩm mới chính thức được chấp thuận để đưa vào sản xuất loạt lớn. Đó là quy trình chuẩn của hầu hết các nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, không phải là ta tự nghĩ ra. Một loại vũ khí khi được làm ra không có nghĩa là trang bị được ngay mà phải thử nghiệm. Nếu không đạt được các tiêu chuẩn chung, loại vũ khí đó sẽ bị loại bỏ, kể cả việc đã chi hàng trăm, hàng tỷ đô la để phát triển. Bên cạnh đó, chương trình sản xuất STV loạt lớn thực hiện chưa lâu và dù cho Z111 hoạt động hết công suất cũng khó mà đạt đủ số lượng vài trăm ngàn khẩu trang bị đại trà. Nhưng đáng mừng là hiện Bộ Quốc phòng đã đưa vào trang bị STV ở một số đơn vị tác chiến đặc biệt. Điều này là minh chứng cho việc STV đang dần được cấp phát đại trà. Tuy nhiên, theo quân đội ta, sự xuất hiện của STV không có nghĩa là khẩu AK sẽ biến mất hoàn toàn trong lực lượng vũ trang Việt Nam, vốn có số lượng tới hàng triệu khẩu do Liên Xô, Trung Quốc và chính nước ta sản xuất. Bởi đánh giá một cách trung thực thì AK vẫn là một khẩu súng tốt. Sức công phá của viên đạn AK được kênh quốc phòng Việt Nam thử nghiệm đã cho thấy uy lực rất mạnh, vượt trội Galihac cũng như TR-21. Chỉ có điều, AK không có những khả năng mở rộng trang bị như các dòng súng tiểu liên hiện đại. Đó là lý do cho việc quân đội ta sẽ không loại bỏ ngay lập tức AK để tránh lãng phí tài nguyên cũng như tận dụng ưu thế tuyệt đối của AK. Khẩu súng này vẫn sẽ được giữ lại trong tương lai với các cải tiến phù hợp cho tác chiến hiện đại. Theo đó, nhà máy Z111 bên cạnh việc đáp ứng số lượng lớn súng trường STV sẽ tiến hành song song chương trình nâng cấp tiểu liên AK lên chuẩn AKN. AKN của Z111 sẽ được trang bị thêm các thanh dây để gắn kính ngắm ngày đêm, laser điểm đỏ giống như súng hiện đại. Ngoài ra, một số chi tiết làm bằng gỗ như báng súng, ốp lót tay đều được thay đổi sang vật liệu composite để tăng độ bền, giảm trọng lượng súng. Có thể nói, AKN là phương án trong giai đoạn quá độ cho các đơn vị đang chờ súng trường STV. Đây là phương án rẻ tiền mà hiệu quả, vừa đảm bảo tính kinh tế khi tận dụng và nâng cấp số AK cũ trong khi đảm bảo khả năng tác chiến mà không bị lạc hậu. Cách làm này cũng được quân đội các nước lớn áp dụng, ví dụ như quân đội Nga. Trong khi chờ dòng súng trường AK-12 tiên tiến, họ đã tiến hành nâng cấp số lượng lớn súng trường AK-74 lên chuẩn AK-74M. AK-74M chủ yếu cải tiến ở vật liệu thân súng khi thay thế gỗ và kim loại bằng plastic và carbon để làm súng nhẹ hơn và bền hơn. Ngoài ra, một phiên bản mới của AK-74M xuất hiện trong cuộc duyệt binh năm 2015 cũng cho thấy nó tiếp tục được cải tiến về tính công thái học khi trang bị thêm tay cầm phụ, dây Picatinny để gắn các phụ kiện kính ngắm, laser điểm đỏ, đèn pin và đầu nòng cải tiến. Cơ bản, có thể sẽ phải mất một thời gian dài để chúng ta được thấy sự thay đổi trọn vẹn về vũ khí cá nhân trên tay người lính của Việt Nam. Mặc dù ai ai cũng mong sự thay đổi này đến sớm, nhưng tôi tin rằng quân đội ta biết phải làm điều gì. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng khẩu súng này là hiện đại sao lại không mua nhỉ? Nhưng chưa chắc một loại vũ khí được quảng cáo là tối tân sẽ phù hợp với mọi người lính. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.